Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xử lý nhanh gọn vụ Đồng Tâm trước Đại hội 13 sau chiến thắng vang dội ở Đồng Tâm trước Tết Nguyên đán 15 ngày với 1.000 quân mang theo hơi cay lựu đạn đột nhập và tiêu diệt thành công một ông cụ 84 tuổi không đủ sức để đứng vững. Sau chiến công gây phẫn nộ này của Đảng, nhiều nhà dân chủ đã đứng lên đọc góp tiếng nói của mình bảo vệ tài sản đất đai cho người dân thấp cổ bé họng nơi đây. Và rồi tất cả đều bị công an xông vào nhà bắt bớ và dẫn đi. Có lẽ vì họ biết quá nhiều. Khi mà dư luận chưa hết bàng hoàng về việc nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt, thì sáng ngày 4 tháng 4 chúng đã quyết định chốt hạ vụ việc Đồng Tâm với gia đình của cô Cấn Thị Thêu và hai người con trai của mình là anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Trước khi bị bắt, anh Phương đã kịp ghi lại hình ảnh lực lượng công an hung hăng bẻ khóa xông vào nhà dân mà không hề có lệnh bắt hay lệnh tạm giam. Đây là một hành động ngông cuồng ngồi xổm trên pháp luật mà họ tự đặt ra. Điều 124 Bộ Luật Hình sự tội xâm phạm chỗ ở của công dân. Anh Phương và một gia đình được coi là thủ lĩnh dân oan dương nội bởi những hành động bảo vệ đất đai khỏi bọn cường hào. Việc bắt bớ không có gì là bất thường bởi chính anh Phương cũng đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay. Tôi không hề tự tử khi tôi bị bắt và chết ở trong đồn công an. Đích thị là do công an. Đừng chôn tôi, hãy lưu giữ xác tôi để làm bằng chứng tố cáo Cộng sản Việt Nam sau này. Thời điểm bắt khi con anh mới chào đời được vài ngày trong buổi sáng sớm với hành vi cắt điện phá cửa nhà của lũ thảo khấu Cộng sản Việt Nam. Những mâu thuẫn dối trá trong vụ việc Đồng Tâm lần lượt bị phanh phui trên mạng xã hội. Đây là đòn giáng rất lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc bất chấp tất cả đột nhập vào nhà riêng giết chết một cụ già 60 năm tuổi đảng, hòng cướp hết đất đai khiến cho chân dung của đảng lộ rõ trước các đảng viên, đặc biệt là những đảng viên cao tuổi, những người đã dành cả đời cống hiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, giữa đảng và chính quyền, đảng viên của mình không thể nào như môi với răng được nữa, bởi vì để cướp lợi ích sẵn sàng cắn đứt lìa môi. Thế nhưng, đã làm rồi thì không thể dừng lại được nữa. 29 người bị bắt giam với tội khủng bố nhằm răn đe dư luận. Đảng khủng bố công luận bằng gông xiềng thì những người bất chấp sợ hãi và lên tiếng đưa sự thật ra ánh sáng như gia đình của cô Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là cái gai buộc phải nhổ đi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Trịnh Bá Phương nhiều lần gặp mặt đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, có lẽ cũng là một trong những lý do khiến cho chúng phải nhanh chóng bịt mồm, không để vụ việc thiếu nhân quyền này đến tai quốc tế. Nhưng thực chất trước đó, bản công bố tội ác Đồng Tâm của nhà báo Phạm Đoàn Trang đã được gửi đi quốc tế để lên án hành động thiếu nhân tính này. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giải quyết chuyện đất đai một cách nhanh chóng qua con đường bạo lực, bất chấp sự thiếu minh bạch và phản đối của người dân. Có lẽ bây giờ mọi việc gần như đã xong, đảng chẳng sợ gì dư luận. Bởi những người lên tiếng ngày càng ít đi, đảng dẹp yên tất cả còn sóng nhỏ, đảng hiên ngang bước vào kỳ đại hội 13. Cộng sản từ sai phạm đến tội ác. Từ 75 năm cầm quyền cho đến nay và chắc chắn về sau, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hành xử một khuôn mẫu theo quan điểm Đảng Cộng sản không bao giờ sai. Ai nói Đảng Cộng sản sai thì sẽ bị trừng trị. Vâng, như đã nói ở bài hệ quả của lối giáo dục một chiều rồi, Đảng Cộng sản nó luôn bảo thủ theo một đường lối chính sách sai lầm và mặc định đó là đúng. Vì sai lầm nên không thể trụ vững trước những phản biện đa chiều nên nó dùng bạo lực cách mạng để bảo vệ những cái sai của nó. Đó là bản chất rồi không thể thay đổi của chế độ này. Việc lấy sai sửa sai là việc làm quen thuộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng rồi cái sai sau lại lớn hơn cái sai trước và cứ như vậy cái sai cứ leo thang. Nếu phía nhân dân không chịu nhượng bộ thì chính quyền Cộng sản sẵn sàng dùng cả những tội ác man dợ nhất để quyết giành phần thắng về mình mà không cần đoái hoài gì đến chuẩn mực của luật pháp.
Vụ tranh chấp đất ở Đồng Tâm là một ví dụ, thay vì dựa trên luật pháp thì nhà cầm quyền cộng sản lại dựa trên quyền lợi của phía nhà nước. Kết quả là vấn đề trở nên bế tắc, vì nếu chiều theo chính quyền, dân Đồng Tâm thấy rằng họ bị cướp. Như ta biết, nếu như tranh chấp với dân thì hoàn toàn có thể khởi kiện nhau ra tòa. Nếu thế thì việc tranh chấp với nhà nước sao không có thể kiện ra tòa được? Đó mới là công bằng chứ. Nhưng thực chất ở Việt Nam, dân không thể kiện chính quyền vì ở đây không có tư pháp độc lập. Tòa án cộng sản là loại tòa án không phải bảo vệ công lý mà là bảo vệ chế độ. Chính quyền dù có lộng quyền hay phạm pháp thì chính quyền vẫn tự cho họ đúng. Và tất nhiên nếu có xử thì tòa án cộng sản cũng đứng trên quan điểm như vậy mà thôi. Vì thế nên việc tranh chấp giữa người dân Đồng Tâm và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mới trở nên căng thẳng, vì chính quyền xem mình là chân lý và đổ thừa cho hành động bảo vệ quyền lợi của dân là chống đối, mà họ không hề đặt vấn đề rằng liệu những gì chính quyền đã làm ấy có công bằng cho dân Đồng Tâm hay không. Và với bản chất lấy sai để sửa sai, rồi sau cùng là lấy tội ác để kết liễu kẻ chống đối. Chính vì thế mà Công an Hà Nội bất chấp luật pháp, đất đai, quy định cưỡng chế, giờ hành chính và tránh ngày lễ, bất chấp nghị định chính phủ cấm cưỡng chế lúc 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, mà lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, họ đã xô quân vào nhà cụ Kình bắn chết cụ ngay trên giường ngủ rồi mang xác đi phanh thây. Đấy là mẫu ví dụ cho thấy rằng khi tranh chấp với chính quyền, dân không chấp nhận mất mát mà quyết leo thang tranh chấp, thì cái kết là chính quyền sẽ dùng cái ác để kết liễu dân. Vụ Thủ Thiêm khác với vụ Đồng Tâm ở chỗ dân Thủ Thiêm chỉ kêu gào chứ họ không giữ đất, không quyết liệt như người dân Đồng Tâm, nên họ tránh được cái kết bị công an nhân dân nửa đêm vác súng vào giường ngủ bắn chết rồi mang xác phanh thây như cụ Lê Đình Kình. Bản chất của chế độ là vậy, chính quyền này nó độc quyền chân lý, dù cái chân lý ấy là chà đạp lên pháp luật bằng cách nửa đêm vào nhà giết dân tại giường ngủ. Khi làm nên tội ác Đồng Tâm, chính quyền đã lên kế hoạch rất kỹ. Họ cô lập khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập để hành ác. Thế nhưng dù nỗ lực đến bao nhiêu thì cuối cùng những thông tin về Đồng Tâm cũng nổi đầy trên các mạng sau đó. Dù huy động trên 800 tờ báo bào chữa cỡ nào cũng không thể rửa sạch được tội ác mang dợ này. Trong những người đưa tin tích cực về Đồng Tâm ấy có Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và cô Cấn Thị Thêu. Được tin ngày 24 tháng 6 công an đến nhà bắt Trịnh Bá Tư, cộng sản là vậy. Họ dùng quyền lực nhà nước để trả thù, để trục lợi, để phục vụ lợi ích riêng chứ không phải để thực thi pháp luật. Một chính quyền không đại diện cho ý chí của người dân, hèn với giặc ác với dân, độc chiếm quyền lực và quyền lực để phục vụ lợi ích riêng. Nó không xứng đáng để tồn tại trên đất nước này, nó cần phải bị lật đổ. Nhưng tiếc thay, nhân dân Việt Nam vẫn đang rất bất lực. Khi nào dân còn bất lực thì chúng ta vẫn cứ chứng kiến quyền bất chấp luật pháp, hành ác mà chúng ta không thể làm gì được đâu. Trước thềm đại hội 13 của Đảng lần thứ 13, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam điên rồ như một đàn sói dữ. Chúng nó bất chấp tất cả dư luận trong và ngoài nước, phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội qua từng đợt bắt giữ xảy ra liên tiếp trong một thời gian ngắn. Chế độ này đẩy nhân dân ta thành một khối căm thù. Hôm nay tiếp tục xảy ra vụ bắt bớ này, và ngày mai thì lại tiếp tục những vụ bắt bớ khác. Và vụ bắt bớ bắt giữ dân oan Dương Nội như sau: đã có rất nhiều công an bao vây nhà anh Trịnh Bá Phương tại Dương Nội, có cả công an mặc thường phục lẫn công an mặc sắc phục, cùng nhiều lực lượng khác có cả người mặc sắc phục viện kiểm sát. Công an cắt khóa cửa xông vào nhà người anh của Trịnh Bá Phương và người mẹ của anh đó là Cấn Thị Thêu. Theo em gái của Trịnh Bá Phương là chị Bảo An cho biết, chị không liên lạc được với em trai là Trịnh Bá Tư và bố là Trịnh Bá Khiêm. Người quen cho biết hiện tại bọn công an đang bao vây rất đông các căn nhà ở trên Hòa Bình. Cũng trong khoảng thời gian đó, chị Nguyễn Thị Tâm cũng đã bị công an bắt đi trong khi đang trên đường đi chợ. Tổng số người bị công an Hà Nội bắt ngày 24 tháng 6 gồm 6 người. Thứ nhất,
Cấn Bị Thêu, thứ hai Trịnh Bá Tư, thứ ba Trịnh Bá Phương, thứ tư Nguyễn Thị Tâm, thứ năm Nguyễn Cẩm Thúy ở Khánh Hòa, thứ sáu Vũ Tiến Chi, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đối với những người đấu tranh đòi lại tài sản ruộng đất, đòi lại sự công bằng và đòi tự do dân chủ cho quê nhà như chúng tôi sẽ quyết không sờn lòng trước sự đàn áp, bắt giữ và đánh đập. Cho dù chỉ còn một người sót lại trong trận tranh đấu này thì chúng tôi vẫn tiếp tục tiến bước để theo gót cha ông gìn giữ quê hương và tổ quốc. Chúng tôi không bao giờ tuyệt vọng trước sự đàn áp của một bộ máy khủng bố độc tài và tham nhũng. Chúng tôi vẫn hy vọng hàng triệu người dân đang sợ tranh đấu và vô cảm thì ngày nay họ cũng đã là nạn nhân của một sự đàn áp bất công, bị cưỡng chế đất đai, và họ nhận thấy rằng chế độ cộng sản độc tài là một tai họa cho đất nước Việt Nam, đẩy con cháu họ thành nô lệ bắc thuộc. Vì vậy họ đã thức tỉnh cùng với chúng tôi tranh đấu để xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản đang còn sót lại trên thế giới này. Chuẩn bị cho xét xử vụ Đồng Tâm cũng như trước đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 mà chúng dùng bộ máy an ninh đàn áp và tưởng rằng răn đe được nhân dân trong cả nước, nhưng đó là một điều sai lầm của bọn chúng. Ở đâu có bất công thì ở nơi đó sẽ có đấu tranh. Chúng càng đẩy nhân dân vào đường cùng ngõ hẹp thì sẽ tạo ra một khối căm hờn chế độ. Đó là một điềm báo của một chế độ độc tài đang dần dần bị sụp đổ. Sau những biến cố bắt giam nhiều tiếng nói tự do dân chủ này, chúng tôi vẫn hy vọng nhiều người hiểu rõ bản chất của chế độ cộng sản tàn bạo sẽ cùng đứng dậy với chúng tôi để góp thêm tiếng nói đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Hôm 24 tháng 6, chính quyền bất ngờ bắt giữ một số người đưa tin về vụ Đồng Tâm gần đây, trong đó có gia đình dân oan ở Dương Nội, bao gồm có ba mẹ con. Trao đổi với phóng viên Đài Á Châu Tự Do qua tin nhắn hôm 24 tháng 6 năm 2020 liên quan đến vụ việc vừa nêu, luật sư Đặng Đình Mạnh, người có hợp đồng tư vấn bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho Trịnh Bá Phương nói: "Rạng sáng sớm, tôi có được thông tin về vụ việc nhà cầm quyền cộng sản bắt giữ ba người trong gia đình Cấn Thị Thêu, gồm hai người con trai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa đưa ra được thông tin chính thức về lý do bắt giữ họ. Thế nên, đã gây nên nhiều sự đồn đoán không thể kiểm chứng được. Trong thời gian gần đây, tôi cũng biết cả ba thường đưa những thông tin phát ngôn về phê phán, hết sức thẳng thắn về những diễn biến xung quanh vụ án Đồng Tâm, có thể không làm hài lòng nhà cầm quyền cộng sản. Nếu chỉ ở mức độ thực hiện quyền ngôn luận mà bị bắt giữ thì điều đó thật đáng lo ngại. Cho nên, tôi nghĩ là có thể có lý do nghiêm trọng hơn để giải thích cho việc bắt giữ này. Riêng tôi, đối với trường hợp Trịnh Bá Phương thì bạn ấy đã có hợp đồng với văn phòng luật sư của chúng tôi để nhờ tư vấn bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho mình trước pháp luật. Thế nên chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu cơ quan tố tụng nào ở Hà Nội đã thực hiện việc bắt giữ để sớm liên hệ làm thủ tục đăng ký bào chữa cho Trịnh Bá Phương." Bà Cấn Thị Thêu, một dân oan, một nhà đấu tranh, vào năm 2014 đã từng bị tuyên phạt 15 tháng tù giam với các buộc gây rối trật tự công cộng khi cùng gia đình không cho chính quyền cưỡng chế đất vì phản đối việc đền bù với giá không hợp lý. Đến năm 2016, bà Thêu tiếp tục bị tuyên án 20 tháng tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình ôn hòa cùng với nhiều người khác. Anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là hai con trai của bà Cấn Thị Thêu cùng với bà thường xuyên lên tiếng về những bất công xã hội. Chị Nguyễn Thị Tâm, hay còn được biết đến là Tâm Dương Nội, nổi tiếng bởi các video trực tiếp bà tường thuật tại những điểm nóng như khi đi kiện tụng, các lần biểu tình hoặc phỏng vấn dân oan. Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, người thường xuyên liên lạc với gia đình chị Thêu khi trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 24 tháng 6 năm 2020 nhận định: "Việc hôm nay họ trận tấn công và bắt gia đình chị Thêu ở Dương Nội thì có thêm chị Tâm, thì theo tôi họ đang đánh vào lực lượng dân oan, vì đấy là điểm nóng có sức mạnh đoàn kết và có nhiều tiếng nói mạnh mẽ. Việc bắt dân oan thì có nhiều mục đích, nhưng có lẽ mục đích gần nhất lẽ xe sắp tới đây là có phiên xử 29 người dân Đồng Tâm. Thì đây cũng là một nhân tố lên tiếng mạnh mẽ nhất. Sau những sự việc bức bối, dân oan Dương Nội cũng đã chia sẻ rất là nhiều với các bà con của người dân Đồng Tâm. Họ có cùng nỗi oan ức với nhau.
Từ chỗ đó, tôi cho rằng việc bắt giữ, tấn công vào Dương Nội hôm nay có liên quan trực diện đến phiên sự Đồng Tâm sắp tới. Ông Đào Công Sự, một dân oan ở Dương Nội, một người thường đấu tranh với chị Cấn Thị Thêu trước đây, nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 24 tháng 6 năm 2020 rằng về việc bắt giữ chị Tâm và gia đình chị Cấn Thị Thêu. Trong việc này thì bà con dân oan chỉ biết chờ giải quyết, không biết là cái gì lại bắt ba mẹ con người ta. Hôm qua Dương Nội bắt 4 người việc ở Dương Nội thì từ lâu rồi lên đến chính phủ, chỉ chờ chính quyền giải quyết. Không biết vì sao lại bắt người, bà con dân oan đang đi tìm hiểu thêm, không đọc lệnh mà đến bắt người như thế thì đang đi hỏi là đang giữ người ở đâu. Thời gian gần đây, công an liên tục sách diễu gia đình của bà Cấn Thị Thêu. Một trong những nguyên nhân công an sách diễu được bà cho phóng viên của Đài Á Châu Tự Do biết trước sự bị bắt bớ. Vì qua sự việc Đồng Tâm, gia đình bà cùng với tất cả những người có lương tri không im lặng trước bất công nên đã đưa rất nhiều tin tức về Đồng Tâm để lên án tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Việc hai con trai của bà Cấn Thị Thêu là nhà hoạt động xã hội dân sự Trịnh Bá Phương và em trai là Trịnh Bá Tư đã liên tục cập nhật tin tức về vụ việc này lên mạng xã hội là một hành động mà chính quyền bưng bít thông tin như Việt Nam không hề mong muốn. Đến nay, anh Trịnh Bá Phương đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các viên chức Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội để nói rõ tất cả các thông tin liên quan đến vụ công an tập kích tấn công người dân Đồng Tâm vào giữa đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tiến sĩ Nguyễn Công A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ADI, đã tự giải thể nhận định với Đài Á Châu Tự Do hôm 24 tháng 6 năm 2020. Tôi nghĩ nhà cầm quyền này càng ngày càng sợ hãi, ai tìm cách nói ngược họ thì họ tìm cách họ diệt. Gia đình chị Thêu, Phương Tư và chị Tâm có tiếng nói rất đanh thép, tất cả những cái đó ngứa mắt họ và họ đã tấn công bắt giữ. Tôi nghĩ việc bắt giữ này rất nghiêm trọng. Việc bắt giữ này theo tôi có lẽ liên quan nhiều thứ chứ không chỉ riêng vụ Đồng Tâm. Vì vụ Đồng Tâm chỉ liên quan đến Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là chính, nhưng họ bắt cả chị Thêu, chị Tâm, trong khi chị Tâm chỉ thường lên tiếng cho dân oan Dương Nội. Theo tiến sĩ Nguyễn Công A, có thể nói là liên quan đến vụ Đồng Tâm, nhưng từ giờ đến hết năm, cho đến hết đại hội tới Đảng Cộng sản Việt Nam, thì bất kể tiếng nói nào họ không thích thì họ có thể bắt giam. Cho đến tối muộn ngày 24 tháng 6 năm 2020, báo chí nhà nước mới đồng loạt đăng tin đã khởi tố bắt giam Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư với cáo buộc làm tàng trữ phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình được báo chí nhà nước trích dẫn, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu như cẩm nang nuôi tù, phản kháng phi bạo lực, đặt bàn tay lên Việt Nam, chính trị bình dân. Biên bản bắt giữ ghi rõ những cuốn sách này đều mang tên tác giả Phạm Đoàn Trang, cùng một số tài liệu viết tay bị cho là có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước. Tuy nhiên, bài báo lại không nhắc đến việc bắt giữ anh Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, cũng như không nhắc đến vụ việc Đồng Tâm. Theo Thư viện Pháp luật, Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội làm, tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu bị kết tội có thể bị từ phạt từ 5 năm đến 12 năm tù giam. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì phạt tù từ 10 đến 20 năm. Người chuẩn bị phạm tội này cũng bị phạt từ 1 đến 5 năm tù. Trao đổi với phóng viên hôm 24 tháng 6 năm 2020, giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, nhận định: trước những sự kiện lễ lạc hay đại hội đảng thì Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách bắt bớ, bắt càng nhiều càng tốt. Vừa rồi họ bắt Cấn Thị Thêu và anh Phương, anh Tư là những người đấu tranh cho dân oan, đấu tranh chống sự oan ức, đấu tranh cho dân chủ. Đặc biệt anh Trịnh Bá Phương có viết một số bài chứng minh sai lầm của công an trong vụ Đồng Tâm. Vừa rồi thì công an lại công bố tố cáo 29 người dân Đồng Tâm. Không biết việc bắt bớ có liên quan không, nhưng tôi xem thông tin thấy trước đại hội đảng thì họ thường ra sức bắt bớ để dẹp yên dư luận, để chống lại những ý kiến phản biện. Giáo sư Nguyễn Đình Cống chắc chắn rằng đây là chính sách dọa nạt,
chính sách bách bớ để rồi những người có chút lương tri, có chút tinh thần phản biện phải co lại không dám nói gì nữa để bảo đảm cho sự dối trá của đảng được thực hiện một cách suôn sẻ. Ông cho biết, ông thấy sự khủng bố đàn áp của Cộng sản hiện nay đã tăng lên. Có lẽ cái câu vào trước bắt sau của ông Phạm Chí Dũng chưa bao giờ lại phản ánh đúng thực trạng Việt Nam đến như thế. Hiệp định thương mại đã có trong tay, phía Hà Nội cho rằng họ bắt bớ ai, vi phạm nhân quyền ra sao cũng được. Gia đình bà Cấn Thị Thêu trở thành những dân oan mất đất từ năm 2008 khi chính quyền đền bù đất cho dân với giá rẻ mạt chỉ vài 300.000 đồng một mét vuông sau khi phân lô bán nền giá đất được giao bán đến 31 triệu đồng trên một mét vuông. Không chấp nhận bất công, gia đình Cấn Thị Thêu cùng với dân oan Dương Nội đã bước vào một cuộc chiến không cân sức với nhà cầm quyền Cộng sản. Hai vợ chồng bà Thêu cùng bị bắt và bị kết án 15 tháng tù về tội danh 257 của luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ năm 2014. Bà Cấn Thị Thêu lại bị xử tiếp 20 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng vào tháng 11 năm 2016. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Thêu đã nói Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng phản bội lại nhân dân và đất nước, là một đảng phái hèn với giặc, ác với dân. Ở Việt Nam không có công lý chỉ là tên của một diễn viên hài. Hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, những nông dân chăm chỉ kiếm sống bằng sức lao động lương thiện cũng đã trở thành những nhà hoạt động vì quyền bất đắc dĩ, vì không thể làm ngơ trước những bất công đang diễn ra từng ngày trên mảnh đất quằn quại đau thương hình chữ S mang tên Việt Nam. Trong sự kiện đồng tâm, hai anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những nhà công dân bất đắc dĩ đưa tin trực tiếp liên tục về những diễn biến đồng tâm từ tháng 1 năm 2020. Ngày 5 tháng 6 năm 2020, cơ quan điều tra đã kết luận vụ đồng tâm như sau. Hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án có sự chuẩn bị từ trước, thể hiện qua việc tập hợp lực lượng đóng góp tiền mua vũ khí, họp bàn phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng. Đồng thời kết luận điều tra cũng nhận định hành vi phạm tội của các đối tượng là man rợ, có tính chất côn đồ, giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Theo đó, vụ đồng tâm được xác định là vụ án giết người chống người thi hành công vụ. Ngày 1 tháng 6 năm 2020, báo Công an Nhân dân đã nhấn mạnh nhiều cá nhân tổ chức chống đối như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài vẫn cố tình đổi trắng thay đen, thương vay khóc mướn và cho rằng những người được nêu tên đang có những thông tin không chính thức đã được quy kết là bài viết bình luận không đúng thực tế, kích động sự nghi kỵ, gây mất đoàn kết nội bộ của Việt Nam, khiến cho tình hình thông tin trở nên nhiễu loạn. Thông tin do những nhà báo công dân đưa ra được cho là ngụy tạo nhằm gây sức ép đối với các cơ quan điều tra nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, thể hiện rõ mưu đồ quốc tế hóa vụ việc tại Đồng Tâm hòng gây bất lợi cho Đảng, Nhà nước Việt Nam. Từ thông tin này, Trịnh Bá Phương đã liệu đến việc sẽ bị bắt và ông đã chuẩn bị hành trang đi tù. Ông đã nói với phóng viên rằng trong thời gian vừa qua, tôi góp một chút sức nhỏ cùng với mọi người để đưa tội ác Đồng Tâm, truyền tải những thông tin trung thực nhất ở Đồng Tâm đến các cơ quan ngoại giao cũng như đến với quốc tế và công luận trong ngoài nước hiểu về vụ việc Đồng Tâm hơn. Có lẽ cá nhân tôi thì tôi cũng đã làm hết sức rồi và nếu họ có bắt tôi thì tôi cũng không thấy có gì phải tiếc nuối. Sáng sớm 24 tháng 6 năm 2020, cả gia đình của anh đã bị bắt. Một Facebooker đã nhận xét với Phương sớm muộn điều này thì cũng xảy ra. Phương là một cái gai không thể không nhổ trong mắt của nhà cầm quyền Cộng sản bởi sự can trường, quyết liệt của anh. Phương lại có cầu nối quan trọng giữa những người dân bị chính quyền tra đạp với công luận. Nguyễn Thị Tâm, một dân oan Dương Nội, người thường xuyên đưa tin về vụ Đồng Tâm lên mạng xã hội cũng bị bắt cùng ngày, tuy nhiên chưa rõ bà Tâm sẽ bị buộc tội theo điều luật nào. Cùng ngày, còn có hai người khác cũng bị bắt giữ, tội danh đó là Nguyễn Thị Cẩm Thúy, trú tại thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, Vũ Tiến Chi, ngụ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Theo cáo buộc của các cơ quan điều tra, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 vừa qua, tại thôn Tân Quý, bà Thúy cùng với một số đối tượng đã liên tiếp thực hiện hành vi phát trực tiếp live stream trên Facebook với nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước. Hai lần thực hiện hành vi đốt cờ Tổ quốc, đốt cờ Đảng và dùng kéo cắt đốt hình của Hồ Chí Minh. Ông Vũ Tiến Chi sử dụng nhiều tài khoản Facebook cá nhân để biên tập, đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh, kích động tư tưởng chống đối, tung tin thất thiệt, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống đối, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại ra sức bắt bớ ngay trong thời gian này, nhất là sau khi Hiệp định Thương mại EFTA đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và đang mong đợi thời điểm có hiệu lực để tạo một cú hích cho nền kinh tế đang bị đình trệ bởi đại dịch virus Vũ Hán. Có lẽ cái cầu vào trước mắt sau của Phạm Chí Dũng chưa bao giờ lại phản ánh đúng thực chất của Việt Nam đến như thế. Hiệp định thương mại đã có trong tay, phía Hà Nội cho rằng họ muốn bắt bớ ai, vi phạm nhân quyền ra sao cũng được. Trung Quốc đang gây hấn ở Biển Đông. Những vụ bắt bớ trong nước có lẽ muốn hướng dư luận đến những vụ án lớn mà không còn thời gian lưu tâm đến việc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế vốn sẽ làm phật lòng Bắc Kinh, hay việc Repsol đã phải phất cờ trắng trước sức ép của Bắc Kinh ở Biển Đông. Chỉ còn 6 tháng nữa là kỳ đại hội 13, tình trạng nhân quyền của Việt Nam vẫn tồi tệ và có thể còn tồi tệ hơn nữa với cáo buộc vào Điều 117 Bộ Luật Hình Sự được áp dụng cho hầu hết các trường hợp bắt bớ cho đến nay. Nhà cầm quyền đã một lần nữa khẳng định Việt Nam chẳng bao giờ tôn trọng cam kết của quốc tế. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.